Đèn pháo hoa nguyên vũ test thử phiên bản RGB siêu sáng. Số 27 ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân. Test trước khi chuyển đến cho quý khách hàng đại lý. Rất là đẹp với hơn 26 hiệu ứng. Bắn tóe này, thu vào này. Bắn từ từ nhỉ. Nhấp nháy rất nhiều hiệu ứng. Luôn là một sợ ả. Đó. Trên đi lên là bắn đầu. Đấy, 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 nháy nháy. Chớp. Rất nhiều hiệu ứng. Sáng rực cả bầu trời luôn. Em chỉ đẹp về đêm. Phiên bản mới nhất. Phiên bản hiệu ứng mới nhất. Hiệu ứng mới nhất ạ. Gồm 26 hiệu ứng. Đi phóng dài 5m. Đường kính của đèn LED pháo hoa là 23. Bộ này bộ 30 tia. 3000 cho. Mô phỏng cực kỳ giống bắn pháo hoa bình thường. Cực kỳ giống.